Cho cô ta xem. Cách đây một tiếng, có người gửi tin nhắn nặc danh đến cho chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập được dấu vân tay và mẫu tóc giả tại phòng VIP hiện trường vụ án mạng. Sợi dây cáp điện thoại chúng tôi tìm thấy ở trong phòng hóa trang của cô tại nhà có dấu vết ADN của nạn nhân Vương. Tiếc là tôi không giết được nốt thằng Long. Chính tôi giết thằng Vương vì nó đã hại chết em gái tôi. Còn bé, còn quá trẻ, đáng yêu biết bao. Bất ngờ chưa? Lê lúc nào mà sao không bảo chị ra đón? Từ hôm nay sẽ qua ở với chị. Ông bà đồng ý á? Thật đó. Bố mẹ tôi mất sớm. Tôi bỏ học, làm đủ nghề để nuôi nấng nó. Tất cả tình cảm tôi đều dành hết cho con bé. Nó luôn quấn lấy tôi, từ việc học hành cho đến bạn bè, nó đều kể cho tôi nghe. Nhưng rồi một hôm tôi phát hiện ra nó yêu một bạn cùng lớp. Chị, sao chị lại xem điện thoại của em? Em lại giấu chị chuyện yêu đương đấy à? Em... chuyện đấy cũng chả có gì cả. Em đang học lớp 12, yêu như vậy là quá sớm. Chị đã phải làm hết mọi thứ để lo cho em ăn học đầy đủ. Em phải tập trung để còn thi đỗ đại học nữa chứ. Nhưng mà chị... không như nghị gì hết. Em không thích, em không muốn. Chị đừng có can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Diễm! Nó thường xuyên nhốt mình trong phòng, nhà có mỗi hai chị em mà không thể nói chuyện được với nhau. Tôi cảm giác như mất hết sức sống. Tôi làm đủ mọi cách nhưng cũng không thể cứu vãn được tình cảm giữa hai chị em. Không phải là người quá khắt khe, nhưng kể từ đó trở đi, nó luôn dỗ tôi mọi thứ. Làm gì cũng sợ bị tôi phát hiện, bất kể là chuyện xấu hay tốt. Dù tôi có cố gắng giải thích như thế nào thì nó cũng không tin. Nó cứ cho rằng tôi chỉ đang giả vờ để cố đi sâu vào cuộc sống riêng tư của nó. Ngoài nó ra, đời tôi còn gì đâu. Tôi bèn thay đổi chiến lược. Nó chơi cái gì thì tôi chơi cái nấy. Nó xem cái gì thì tôi xem cái đó. Tôi tập chơi game bắn súng, tập làm TikTok, học trang điểm theo các trường phái khác nhau. Thật không ngờ điều đó lại giúp tôi mạnh dạn tiến vào mảng livestream bán hàng. Tôi học thêm lớp tâm lý, giao tiếp để có thể hiểu rõ về em gái mình hơn. Điều đó lại càng khiến cho tôi bán hàng online được tốt hơn. Những thứ đó có hiệu quả không? Có chứ. Nó thấy tôi như vậy nên cũng hòa thuận với tôi hơn. Tình cảm của hai chị em cũng đỡ hơn một chút. Nhưng riêng việc yêu đương thì nó giấu biệt, không hé với tôi nửa lời.
Tôi sợ phạm phải sai lầm cũ nên cũng đành chấp nhận. Dạo sau này tôi thấy nó buồn lắm, cứ thỉnh thoảng lại khóc trộm. Tôi cũng không dám hỏi, chỉ biết bù đắp cho nó bằng những cách khác. Thế rồi tâm trạng của nó ngày càng sa sút. Đưa đi khám, bác sĩ bảo nó bị trầm cảm nặng. Tôi chết điếng nghe thông tin đó. Diễm, tỉnh lại đi, chị xin lỗi, lỗi tha chị. Diễm ơi, Diễm. Bị trả thù mà tôi đã mất hết lý trí, bây giờ mới thấy thật có lỗi với những người đã tin tưởng mình. Bước đầu tiên tôi dự định sẽ giết thằng Vương, sau đó sẽ bằng mọi giá vạch trần tội ác của City Boy thông qua một kênh truyền thông lớn. Tôi sợ mình sẽ phải tử hình, để sau khi giết được thằng Long tôi sẽ tự sát. Chỉ tiếc là chúng tôi vẫn thực hiện từng bước để không bỏ lọt bất cứ một tội ác nào. City Boy cũng không phải ngoại lệ. Giả như cô đừng manh động,